Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm cái lịch sử, chúng ta đi tìm sự thật. Tại có nhiều người rất là mơ hồ về cái sự thật này. Hai chú Dung, hai chú Anh Lương nhượng hỏi, có nhiều người hỏi, ô sao mã sinh năm nào hay cái kim, mấy cái chuyện đó không có quan trọng. Hình như là mã sinh năm <cười> 2017. <cười> mã sinh năm nào thật sự không có quan trọng quan trọng là ở đây cái thông tin chúng ta cần biết cái lịch sử chúng ta cần phải hiểu tại vì có nhiều em đã vào nhắn tin cho mã nói rằng là ô chị mã ơi tại sao bây giờ lại đi tìm uh, tại sao chúng ta phải uh, đi tìm những em cảm thấy buồn là người người việt của mình lúc này lên trên facebook cứ nói về tết mậu thân cứ nói về những cái mà chuyện đã qua rồi tại sao chúng ta lại cứ phải nhắc tới cái nỗi buồn đó mà chúng ta không nói tới đất nước của mình hôm nay nó hạnh phúc như thế nào nó đầy đủ tự do như thế nào thì mà muốn chia sẻ với các anh chị em tuổi trẻ những người có những cái suy nghĩ nông cạn giống như vậy là như vậy nè cái lịch sử các em đi trong trường học các em học về lịch sử thì các em cần phải học về cái sự thật lịch sử là nói về sự thật hồi xưa đó những cái năm trước khi chúng ta chưa có google chúng ta chưa có facebook thì những cái sự thật này nó bị uh, giấu kín nó bị che đi cho nên chúng ta không có hiểu rõ nhưng mình cứ mơ hồ một mình bị tẩy não từ ngay trong trường học tẩy não tới một cách mà sáng hôm nay hồi, hôm qua mà chia sẻ những cái um, những cái bài của báo B Việt Nam của nhà nước Việt Nam đăng nói về một cái cô năm nào đó thì chút nữa mà sẽ kể cho mọi người nghe mà vẫn có mọi người tin và không những chúng ta tin chúng ta tin có Lê Văn Tám có Nguyễn Văn Trỗi chúng ta tin uh, uh, có uh, anh nào đó mà lấp lỗ châu mai những cái chuyện mà mình nghĩ là thần thoại ở trong truyện cổ tích hoặc là trong phim trường mình thấy mà những cái đó là những cái phim trường thí dụ như nói ô cô so sánh báo việt nam nói xạo chứ sao cô không coi phim phim ảnh của bên việt nam nó cũng nói xạo uh, terminator hoặc là rambo nó cầm hai ba khẩu súng nó bắn quá trời mà nó không có chết tại sao cô không nói về những cái sự xạo của bên mỹ như vậy cái khác nhau ở đây á là phim ảnh của bên việt nam nó cố tình xạo và nó nói rõ cho mình biết là nó xạo để nó làm phim nó giải trí cho mình coi để mình thấy cái sức tưởng tượng của con người nó phong phú nó khác với cái xạo bên việt nam là những cái xạo ke đó được đem vào trong trường học để giáo dục nói với các em rằng đó là sự thật cho nên các em tin những cái điều đó là sự thật cái đó là cái sự khác nhau cái xạo của mỹ trong phim ảnh là để cho chúng ta coi chúng ta vui chúng ta thưởng thức chúng ta giải trí chúng ta chơi game chúng ta giải trí qua những cái giờ mà không nói cho bao đâu nếu như một cái sự thật đó cái sự giả dối đó mà ở bên mỹ đem vào trong trường học thì nó là một cái chuyện khác dĩ nhiên là mà sẽ lên án mà sẽ lên tiếng nói vấn đề ở đây là người mỹ không có cần phải sợ như vậy tại trẻ em ở bên này từ nhỏ tới lớn ngay cả phụ huynh tất cả những cái gì các em học được phụ huynh cũng học được hoặc là báo chí nó rất là rộng rãi nó không bao giờ có cái chuyện bưng bích không có bao giờ có đĩ bút ở bên mỹ không có đĩ bút không có những người mà viết báo cho nhà cầm quyền cho, cho chính phủ hoa kỳ cho nên những cái sự thật đó và những cái sự giả dối rất là dễ được phanh phui và dễ được chứng minh tất cả dẫn nguồn đều có nó khác với lại bên việt nam để mà đọc cho các anh chị em nghe trước khi mình nói về thảm sát màu thân đây là một cái tờ báo của tôi yêu công an nhân dân đây là báo công an nhân dân công an nhân dân là những người phải đi nói cái sự thật tại vì họ đứng đầu cho cái chính phủ này họ hướng dẫn người dân um, trở thành một người công dân tốt như thế nào thì họ phải là người điển hình để mà nói sự thật nhưng mà nó biết như vậy nè câu chuyện về lý thị năm nha các anh chị em lý thị năm sanh ra và lớn lên trong một gia đình tư bản giàu có cha của cô năm là đại địa chủ Cha của cô Năm là đại địa chủ có tiếng ở vùng Bắc Đất Bạc Liêu màu mỡ. Từ nhỏ, Lý Thị Năm đã tỏ ra đồng cảm và xót thương cho những người lao động nghèo khổ làm cho gia đình mình. Bị cha mẹ của Năm bóc lột dã man Cái này đó nha, là cái 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 xạo và cái ác độc đầu tiên là không là cộng sản đã giáo dục cho con người phải ghét bỏ cha mẹ của mình đầu tiên thấy không cô năm cô năm là con của gia đình trong một đại địa chủ và từ nhỏ là lý thị năm đã tỏ ra đồng cảm và xót thương cho những người lao động nghèo khổ làm cho gia đình mình bị cha mẹ cô năm bóc lột giả man người con mà đồng cảm với những người yêu thương nghèo khổ là điều đúng nhưng mà người con vì đồng cảm và đã nói rằng cha mẹ của mình là những người bóc lột giả man đây là một trong những cái mà đấu tố cha mẹ đầu tiên ha đó giáo dục cộng sản việt nam giáo dục cho tuổi trẻ giáo dục cho tuổi thơ là phải ghét bỏ cha mẹ của mình và chỉ yêu đảng cộng sản việt nam thôi các anh chị em nghe kỹ nè cô năm rất căm phẫn và tức giận thấy chưa từ nhỏ là đỏ đã căm phẫn và tức giận cha mẹ vì cha mẹ mình là thuộc loại bóc lột giả man năm 15 tuổi lý thị năm giác ngộ tư tưởng cách mạng có tham gia tổ chức cách mạng trong vùng và trở thành cánh tay nối dài của đảng có nghĩa là bỏ cha mẹ cha mẹ là những người bóc lột giả man tức giận căm phẫn cho nên đã bỏ cha mẹ và lý tưởng là đã đi theo cách mạng từ nhỏ nhờ sự chỉ điểm và tố cáo tận tình cô năm đã giúp cho các chiến sĩ cách mạng tiêu diệt ok chỉ điểm tố cáo toàn là những cái mà làm chuyện xấu xa bại hoại thế nào cô năm đã giúp các chiến sĩ cách mạng tiêu diệt nhiều bọn địa chủ trong đó chắc chắn có cha mẹ của mình có nghĩa là cha mẹ của mình là địa chủ cho nên đã có những người khác chỉ điểm và tố cáo cô năm đã giết bọn địa chủ không thiếu cha mẹ của mình trong đó dạy con cái giết chết cha mẹ của mình cường hào ác ôn Năm 17 tuổi có nghĩa là 15 tuổi, 15 tuổi đã là hung thủ giết người mà giết không phải một người mà giết rất là nhiều bọn địa chủ, cường hào ác ôn có nghĩa là 15 tuổi trẻ em ở bên Việt Nam đã biết được sự căm phẫn, đã biết được sự uh, tức giận, sự bốc đột dã man cho nên đã đi giết người những người mà đứng ra là gọi hoặc mà trẻ em gọi là địa chủ. Lý Thị Năm bị bắt và bị tra tấn giả man như chích điện 220V, họ không có chết đâu, điện 220V giết mình chết cho cô Năm sống, cô Năm, cô Năm giống như là ác quỷ vậy đó. Bỏ đói 20 ngày, bỏ khát 3 tháng, nhưng cô Năm vẫn không khai một lời. Các anh chị em, con người của mình á, mà thiếu nước này, hồi nãy giờ Mã nói mất có bao nhiêu 5 phút khát nước rồi, xin lỗi nha, uống miếng nước. Mà cô Năm á, bị bỏ đói bỏ khát 3 tháng trời nhưng mà có năm không có sao hết sau khi ra tù có năm bỏ nhà gia nhập cách mạng và chính thức dấn thân vào con đường đấu tranh yêu nước vì ít học và không biết chữ nên công tác cách mạng gặp khó khăn nhưng nhớ lời bác dạy làm cách mạng phải hay chữ thì mới thành công cô năm đã tham gia học lớp cấp cô năm tham gia lớp học cấp tốc 3 ngày thì thành thạo đọc viết ba ngôn ngữ tiếng trung tiếng nga và tiếng việt không có học tiếng pháp không học tiếng mỹ không học tiếng uh, uh, canada nhưng mà cô năm học ba cái tiếng của tiếng là cộng sản nha trung quốc đề rồi nga cộng và việt cộng ba cái thứ tiếng đó học có ba ngày thôi đúng rồi rất là đơn giản học ba ngày thôi biết hết ba ngôn ngữ cô năm là siêu phàm các giáo sư thời bấy giờ rất ngạc nhiên và gọi đó là ý, lý trí cách mạng ý chí cách mạng không có hiểu được cái ý chí cách mạng là cái con khỉ gì Ha? ý chí cách mạng là cái gì mà vì ý chí cách mạng mà học được ba thứ tiếng trong vòng 3 ngày từ một đứa trẻ 15 tuổi ý chí cách mạng ở đây là phải giết người giết người giết người và giết người bịt miệng ý chí cách mạng chỉ có đơn giản như vậy thôi đi người 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 ít học không biết chữ nha người ít học không biết chữ mà vì ý chí cách mạng nên đã học được ba ngôn ngữ trong 3 ngày vậy thì tại sao ông trọng lúa hả à, ông trọng lúa rồi ông nào ông cái ông mà cái đầu niễn niễn phúc điển đó tại sao không có ý chí cách mạng để mà học những cái ngôn ngữ này tại sao đi qua bên mỹ phải cần những người khác nói chuyện khỏi phải cần những người thông dịch viên tại sao những người này ý chí cách mạng nhiều hơn cậu của năm nữa mà sao không học được tiếng vậy đúng là cái bài này phản động quá bài này là chứng tỏ là họ chửi rõ ràng ông lúa này ông trọng ông phú ông phúc này nọ bà ngân nè không biết những cái ngôn ngữ khác không có đủ ý chí cách mạng đủ mạnh để học những cái ngôn ngữ khác nha nha Năm 19 tuổi, Lý Thị Năm đã được thăng chức làm tiểu đội trưởng du kích. Một lần, cô Năm được giao nhiệm vụ cướp một đoàn xe chở lực lượng lương thực của địch. Tưởng công việc sẽ hoàn thành tốt thì bất ngờ tiểu đội có đụng độ một nhóm hộ tống mạnh của địch gồm 5 chiếc xe tăng, 5 xe ba, 3 xe bọc thép và hai đại đội binh nhuệ, tinh nhuệ của địch. Nhưng vì ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và mưu trí của người chiến sĩ cách mạng, cô năm ra ra lệnh tấn công một nhóm hộ, hộ tấm địch trời ơi cái khúc này nghe hấp dẫn nha ở vị trí cách xa địch gần 700 trăm mét các anh chị em 700 trăm mét rất rất là xa xa vô ngàn cô ném liên tục năm quả lù đạn vào họng súng xe tăng địch như một phép màu năm xe tăng địch nổ tung có nghĩa là quất năm trái là vô năm trái luôn nha cái này mà đi đá banh đi chơi túc cầu mà đi chơi mà quốc tế là có năm vô địch luôn vô địch thiên hạ luôn năm trái lù đạn quăng trong 700 trăm mét nhưng mà một phép nhiệm màu nhờ ý chí ý chí của cách mạng cho nên là năm trái quốc năm trái vô năm trái luôn cái này bác hồ còn thua cô năm luôn rồi lúc này ba xe cơ giới phát hiện và dí theo nhóm của cô năm giả vờ rút lui dụ địch vào vị trí phục kích khi địch mắc bẫy nhanh như cắt cô năm leo lên tháp súng trời ơi, leo như khỉ luôn nè của ba chiếc xe địch và nã đạn tiêu diệt toàn kiếp lái Xa xa hai đại đội bộ binh đang chạy tới. Lúc này tiểu đội của cô Năm đã chết hết chứ còn mỗi cô Năm. Cô Năm là thần, cô Năm là thần thánh giống này, cô Năm đội của cô Năm đã chết banh xác hết mà cô Năm còn sống. Trời ơi cô lên cô, Năm này là ghê hồn luôn nè. Cô giận dữ quá cô cầm bốn khẩu AK, chết bà rồi cầm một khẩu, biết mình cầm có nổi không cô Năm quất tới bốn cái. Rambo bên Mỹ đó mà chỉ chơi có hai cây thôi mà cô Năm quất tới bốn cây nha. Cô Năm này dễ sợ chưa? và bắn điên cuồng vào địch tiêu diệt được 180 tên giặc Ủa mình biết làm toán không ta một cái một cái khẩu súng AK bắn được bao nhiêu mà bốn khẩu quốc tới 180 thằng luôn kìa trời ơi, lúc này mà có cô năm có cỡ ba cô năm là Trung Quốc làm sao mà vô được Việt Nam của mình còn 20 tên đang nắp bất ngờ cô năm bị một tên địch bắn lén gần 30 viên đạn trời ơi, chết tiêu cô năm rồi mình dính một viên là mình chích ngắt rồi mà cô dính 30 viên là tan nát xong cô rồi còn cái gì nữa để coi coi cô bị bắn lén bắn lén nha 30 viên đạn vào người 15 viên vào ngực 5 viên vào chân vô wow, vậy là không phải là tất cả là 30 viên mà hơn nha 30 viên đạn vào người à, Ok 30 tổng cộng là 30 viên đạn vào người 15 viên vào ngực rồi hết cho con bú 5 viên vào chân què luôn rồi 6 viên vào bụng rồi banh tơ lông cái bụng rồi rồi tử cung cũng xong luôn rồi và bốn viên vào mắt phải rồi hiệp sĩ mù tưởng như cô sẽ ngã gục nhưng vì tinh thần cách mạng một lần nữa vì tinh thần cách mạng và nghị lực phí thường của đảng cô năm leo lên xe bọc thép wow 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 hold on hold on đọc lại đọc lại đọc lại đọc lại khúc nha nha khúc này hấp dẫn quá khúc này hấp dẫn quá <laughs> cô năm bị 30 viên đạn vào người, 15 viên vào ngực, 5 viên vào chân, 6 viên vào bụng, 4 viên vào mắt phải. Tưởng như cô sẽ ngã gục nhưng mà vì tinh thần cách mạng và nghị lực phi thường của năm còn leo lên được trên cái xe bọc thép và tiêu diệt thêm 20 tên, tên địch. Cô năm tiêu diệt 20 tên địch bằng gì ạ? Bằng rượu gan, phèo phổi và máu của cô hay sao vậy? Nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng cô vẫn gắng sức vẫn còn sức kìa cái này mà không phải là quỷ ma cà rồng nữa là thôi luôn á nhưng cô vẫn kiệt sức chuyển 20 tấn gạo trời ơi trời mà nhớ lại nha hồi cái tháng 11 một đi coi bên thái lan á một bịch gạo á chỉ có 25 mươi kg thôi mà mã bưng có hai bịch là mà thở không có ra hơi mồ hôi đổ nhẹ nhải luôn mà có cô năm này quất tới hai tấn gạo lên xuồng và trở về căn cứ Ta nói là cái máu bạn cấp cắp gạo, mà cướp của cướp gạo, á, lấy gạo là từ thời của cô Năm cho tới bây giờ vẫn chưa có hết. Đảng và Xã Việt Nam ý chí cách mạng là ăn cắp gạo của nhà nước. Ăn cắp gạo nha, bị thương như vậy, bị que nè, bị bể bụng nè, mất luôn bộ tử cung, không đẻ được, ngực bị banh, không nuôi con, nhưng mà vẫn quất luôn 20 tấn gạo về xuồng, trở về căn cứ. Khi đến nơi thì cô ngất xỉu, nói chung là cũng chưa có chết. Các anh chị em... Cái bài này á phải nói là cô Năm quá vĩ đại, cái thời mà thời khủng long á nó cũng chưa có những cái chuyện giống như vậy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một số em vào tin, có người vào hỏi là chị ơi, em đã nghe chuyện cô Năm lâu rồi, bây giờ nghe thêm tin tức của chị nữa, em không biết là là phải tin vào đâu. Ok, mẹ giải thích cho em nghe mã tin vào cộng sản đi em mã tin vào cộng sản đi rồi mã sẽ rồi các em tin vào cộng sản đi rồi các em sẽ thấy nha bây giờ đi ra đường á bị chém một nhát dao là chết chắc luôn cái thằng nào bị bắn bao nhiêu em nghe bao nhiêu tin tức hả công an mà bị bắn bốn phát vừa rồi thôi ở bên úc có một người bị bắn lén cũng đứng xa bắn vào bụng bốn viên chứ không phải là bắn vào trong ngực đâu nha mà chết bánh tao lông tại chỗ liền cô năm này là chúng ta cần phải đi tìm nếu như mã nói là mã không thích đảng cộng sản việt nam nhưng mà phải nói là mã thần tượng cô năm này quá tại vì mã mà đi chơi với cô năm này đố thằng nào mà giết được mã đố thằng nào mà đụng được tới mã cô năm này không sợ đói luôn đi chơi với cô năm không sợ bị ăn hiếp nè không sợ bị đánh không sợ bị bắt không sợ bị đói tại cô năm quốc tới 20 tấn gạo luôn mà Trời ơi, bị thương như vậy mà còn quất được 20 tấn gạo xuống xuồng nữa thì chuyện mà bắt tay mình, bắt mình lên để mà chạy xuống, chạy trốn với lại tụi cô hồn các đảng ngoài đường là cô Năm chơi láng hết. Chúng ta nên đi bảo và nên dẫn cô Năm theo để mà đi bảo tại vì uh, um, phải có cô Năm đất nước Việt Nam phải có ít nhất vài cái cô năm này thì ta đố cái thằng Trung Quốc nào mà nó vô được mà nó mà, mà, mà nó giành được đất nước Việt Nam mình cái cô năm này là phải cô ra phải phái cô ra cái chỗ mà chùa Linh ứng nè uh, Phú Quốc nè uh, Nha Trang nè Bình Bình Dương nè thành phố những cái nơi mà những cái nơi mà 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 có Trung Quốc nhiều á cô năm ra đó cô năm ra đó À, ai tìm được cô năm giới thiệu cho bạn hả không có đâu ai tìm được cô năm giới thiệu cho mã trước mã nói là mã mã tới là mã làm con ở cho cô năm liền cô năm muốn gì mà chịu đó các anh chị em một viên thôi là chết chắc luôn rồi mà bây giờ tới 30 viên đạn thần thánh quá kinh khủng quá không dám tin luôn án cái là vẫn còn người tin vẫn còn rất là nhiều người tin và họ nói rằng tại vì cô năm là mà chưa chết cuối cùng cũng không chết cái này ngộ nha rồi hồi đó rồi chắc là cô năm ăn gạo nên cô năm sống có lẽ là cô năm lấy lấy hai tấn gạo cô cô năm vét nhét vào trong bụng và đắp lên những vết thương chắc có lẽ vậy cho nên cô năm sống cho tới lúc đó mà lúc đó mới có ngất xỉu à rồi có ai biết Nhưng chắc sau này cô vậy cô năm vỗ mông cái bay về trời hay sao rồi trời rồi có có ai biết cuối cùng cô năm chết bằng cách nào không hả cô năm bị bắn bị thương bị bị tè le tè tua vậy nhưng mà cô năm không chết rồi cuối cùng lý do tại sao cô năm chết nó mịa dân tới như vậy nhưng mà vẫn có người tin Các anh chị em Từ nhỏ cô năm mới có 15 tuổi Là đã ý thức ra được cha mẹ của mình là cường hào ác bá Là 15 tuổi mà đã gia nhập Đã có ý chí kích mạng Ủa 15 tuổi mà không ở nhà không đi trường học Không ở nhà không đi trường học mà đi theo ý chí cách mạng từ khi nào mà đã có ý chí cách mạng tới một mức độ mà quê luôn Cái cha mẹ đấu tố cha mẹ và giết người. Cái này là sử dụng trẻ em dưới tuổi của vị thành niên nha cộng sản nha. 18 tuổi mới đủ tuổi. 18 tuổi mới đủ tuổi nhưng mà 15 tuổi là đã có ý chí cách mạng có nghĩa là nhồi sọ con bé từ khi khi nào rồi cho tới khi nó 15 tuổi nó ý thức ra được một cái cách mạng vĩ đại tới như vậy. Cho nên là sử dụng trẻ em dưới tuổi của vị thành niên nhồi sọ trẻ em áp bức, bóc lột và gi gi giết hại luôn các cha mẹ của mình. Giết luôn biết bao nhiêu người 15 tuổi là đã là 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 kêu là Mỹ nó kêu là serial killer nha. Kiếm hiệp cũng không có, ta nói phim uh, phim Trung Quốc giống như phim uh, Hồng Kông, phim trưởng á mà bay qua bên này, bay bên kia chém vô này, chém vô nọ mà thấy chém cái mình thấy rồi xong đứng dậy nó chạy tiếp. Nhưng mà những cái đó là nó ở trong phim thôi nó làm giải trí chứ mà cái này là báo nè tôi yêu công an nhân dân nè báo của công an nhân dân viết trời ơi công an nhân dân sao mà để bị nhồi sò dữ vậy không biết nữa đó là nói về cô năm cô năm giả mang con ngang luôn cô năm cái này là ủ đúng rồi uổng quá bị bắn 15 phiên vô bụng cho nên cô năm không có để lại hậu duệ của cô năm được bánh ta lông cái cái, cái, cái bộ tử cung rồi cho nên đâu có đẻ con như cô năm sau đó cho nên là không có hậu vệ của cô năm nha các anh chị em rồi, thôi quên chuyện cô Năm giả mang con nga đi nhưng mà ở Việt Nam các em làm ơn đừng có tin. Cái chuyện cô Năm rồi anh Lê Văn Tám giống như cái anh kia anh nào, anh nào ta, anh nào mà lắp lỗ cho mai mà mà lắp cái kiểu gì xong rồi á, uh, chiếc chiếc xe uh, Tạ Duy anh gì hả mà chạy xuống mà chiếc xe bị uh, cái cái bị xuống dốc mà anh lấy thân mình anh chèn cái đó và thân anh nát bét luôn. Đã không sao việc nói nó là thân anh nát bét nhưng mà đồng đội chạy ra hỏi anh coi anh như thế nào thì anh nói rằng là uh, tôi không sao ở gì uh, thế chứ uh, phá hoa hỏa tiễn gì đó có sao không Là cũng như là anh không lo thông qua anh thân anh nắp bét rồi phàn lên chót um, phàn lên gió mà vẫn lo tới cái chiếc xe tăng đó nghe báo của của nhân vật này nói còn ghê, ghê hồn nữa nè quân ta ào lên các anh chị em nghe báo việt nam đang uh, đi tìm nhân vật tại duy anh ha quân ta ào lên bắt giết đâm dẫm đạp một mụ ngụy cái có nghĩa là giết một người phía bên việt nam cộng hòa và cái tư tưởng mà cách mạng lý trí cái cách mạng á là lo cho khẩu pháo là nó ác nó nó dùng những cái ngôn từ mà tuổi trẻ cái này mà dạy trong lịch sử đó, là quân ta ào lên bắt giết nè đâm nè dẫm đạp là to là động từ dã man không à một mụ ngụy cái một người đàn bà một người, người phụ nữ trong chiến tranh mà nó cho rằng là một quỳ cái để ngực trần miệng há ra ú ớ bây giờ mình đọc xong rồi mình phân tích nhau niềm căm thù kẻ hạnh phúc hơn mình bốc lên nguồn ngục trong ngực mình mình gắm vào ngực mù cả loạt khiến ngực mù vỡ toát ra và mặt mù vẫn chưa tắt hy vọng giết người lúc ấy sao thấy sướng thế một thằng ngụy bị mình sọc lê vào bụng nghe thục một cái mình nghiến răng vặn lê rồi trở lại bán súng phen một cái vào giữa mặt hắn. Hắn lộn một vòng, gồng mình dãy chết như con tôm sống bị ném vào chảo mỡ. Khi chạy qua dãy láng lụp sụp, mình thấy thằng thắng, thằng thắng đen nằm chỏng mông lên trời, nửa bụng dưới bay mất. Mình nhìn thấy đoạn ruột và bỗng nhiên bật cười, đồ giái ngựa. Mình không nghĩ hắn là chết mà chưa kịp sử dụng chiến lợi phẩm của bọn vợ ngụy Các anh chị em, tại Duy Anh là một người của bên đảng Cộng sản Việt Nam và họ một lần nữa nó dùng những cái ngôn từ như vậy để nó dạy cho trẻ em và chúng ta thấy rõ lý trí và đảng cộng sản việt nam nó dạy cho con người ác độc như thế nào mà coi có vô duyên không niềm cấm thù kẻ hạnh phúc hơn mình bốc lên ngùn ngục trong ngực mình ủa sao kỳ vậy có phải là mình căm thù người ta Tại người ta giết vợ con gia đình của mình Người ta cướp đất nước Nó đi đấu tranh là vì quê hương đất nước Ủa chứ mắc cái mới gì người ta hạnh phúc hơn mình Thì mình phải vui chứ Ở đời mà mình thấy người khác hạnh phúc hơn mình Thì mình phải mừng cho họ Mình mình nhìn thấy họ hạnh phúc Mình mừng cho họ và mình làm sao để mình cố gắng Mình có được hạnh phúc với họ Chứ còn tự nhiên thấy họ hạnh phúc cái đi giết họ Cho nên cái cơn bực bóc lên nguồn ngục trong lòng ngực mình tại vì mình gánh với người ta hạnh phúc có như là đảng cộng sản việt nam lý trí cách mạng là cái gì phải giết những người hạnh phúc hơn mình phải để cho họ đau khổ hơn mình mình phải cướp những cái hạnh phúc đó của họ cho nên là mình găm vào ngực mù cả loạt khiến ngực mù vỡ toát ra cái 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 mà đâm một cái là đủ chết rồi mà đây là găm vào ngực mù cả loạt khiến ngực của mù vỡ toát ra mà mặt mù vẫn chưa tắt hy vọng Bảo đã một phát thôi là cái mụ đã chết rồi nhưng mà cái thằng này là cái thằng quỷ nó nhìn thấy cái sự mà nó nó không nó nó sợ người ta còn sống để người ta có được hạnh phúc cho nên bằng cách phải đâm cho chết nghe nha giết người lúc ấy sao sướng thế các anh chị em có bao giờ thấy có bao giờ nghe một cái người mỹ hay một cái người lính ở bất cứ một cái đất nước một cái xã hội nào mà họ cho rằng giết người lúc này cảm thấy sướng thế không? Giết người, thứ nhất là chúng ta lúc đó khi chiến tranh ra người ra ra ngoài chiến tranh mà mình không giết họ thì họ sẽ giết mình có nghĩa là mình phải mình phải tự vệ vì chiến tranh chúng ta phải giết những cái phe đảng bên kia để mình sống ở bên này để bảo vệ cái đồng đội của mình mình giết người về tới nhiều khi mình giết người mà mình đau khổ mình làm vì cái trách nhiệm vì cái chuyện mình phải làm vì mình đi lính mình phải giết giặc mình nói là mình giết giặc nhưng mà chưa có bao giờ chưa có bao giờ có một người lính lính nào mà giết người mà cảm thấy sướng thế như vậy đó giết người xong về bị khủng hoảng bao nhiêu người mỹ tại sao các anh chị em biết gần đây mỹ nó có một cái kêu là 20 push up là hít đất 22 22 cái mỗi ngày để mà uh, hỗ trợ và an ủi theo cho những cái người kia là lính Việt uh, lính veteran là những người cựu chiến binh khi mà họ đi khi mà họ đi đấu tranh á ra ngoài đó họ phải giết người mà những cái người này là gì những người uh, thanh niên trẻ, những người trai tráng vì bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước họ phải ra ngoài đó họ giết giặc. Và khi họ giết giặc ở ngoài đó, họ trở về lại quân đội, họ trở về lại đất nước. Họ bị uh, họ bị khủng hoảng tinh thần là tại vì họ giết người, giết một người, giết hai người, chúng ta coi bao nhiêu, chúng ta coi bao nhiêu video của người người lính Mỹ hoặc là tất cả những người lính của các nước khác. Họ giết có những cái trường hợp mà phải giết mà họ không giết họ đứng họ chần chừ họ cầm súng họ không dám giết đối phương rồi cuối cùng bị đối phương giết cho nên em nói khi ra trận là không có đếm và không có nói một là cầm súng là phải bắn gặp địch là phải đắn bắn không bắn nó nó bắn mình là chỉ là như vậy thôi và khi mình bắn súng nhanh lắm một cái đùng là chết là đó là cái trong cái công cuộc chiến tranh chứ không có ai mà đứng đó mà cầm dao đấm vào ngực người ta mà cảm thấy sướng thế cái này là thú tính nó nổi lên rồi một thằng Ngụy bị mình sọc lê vào bụng là cái cây lê đâm thọc vào trụng nghe một cái thuộc Nó còn nhớ, nó còn tả ra được cái âm thanh mà đâm vào bụng của người ta Mình nghiến răng vặn lê rồi trở lại bán súng phang một cái vào mặt của hắn Các anh chị em thấy không? Nó đâm lũng bụng người ta một cái thuộc rồi xong rồi nó lấy súng nó quay ngược lại Nó đâm vào mặt người ta nó phang vào mặt người ta nữa hắn lộn một vòng gồng mình dãy chết như con tôm sống bị kem bị ném vào chảo mỡ khi chạy qua giải láng sụp nó thấy cái thằng đen nằm chỏng mông lên trời nửa bụng dưới bị bay mất có nghĩa là người này đã bị chết và lắc lư trên cái cây rồi bị đứt nửa người rồi mình nhìn thấy đoạn ruột và bỗng nhiên bật cười đồ dái ngựa thấy người ta chết người ta đứng lại người ta những người thật sự mà có lương tâm người ta đứng lại người ta sẽ thương người ta cầu nguyện người ta ồ oh, coi thử cái người lính này chết là bên nào phe bên kia hay bên này có thẻ bài không để mà đem về báo báo tử cho gia đình người ta biết thằng này không ta để đứng lại còn chữ như thế nữa nghe nha trong cái khoảng khắc mà thấy người chết trong cái khoảng khắc mà chiến tranh mà đau lòng đó nó vẫn còn thấy như vậy nè mình không nghĩ hắn là chết mà chưa kịp sử dụng chiến lời phẩm là bọn vợ ngụy có nghĩa là chiến lời phẩm khốt khốt ở đây trong ngọc kép có nghĩa là mình nói là mà không có biết dùng cái ngôn từ hay mà nói là là hiếp dâm con người ta đó ok nói xin lỗi nếu như có 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 các em nhỏ ở đây mà không biết cái ngôn từ nào để sử dụng mà trong cái ý chí của cái thằng này á là uh, đã ăn nằm với cái người khác chưa uh, nó tin rằng là cái thằng này đã chết mà chỏng mong lên trời như vậy là chắc chắn là đã uh, chơi bời gái gú rồi mới bị chết đây đó là một cái bài mà mà nói nó hết sức tàn nhẫn chỉ là chỉ là một cái đoạn văn ngắn thôi một cái đoạn tựa đề một 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 khúc ngắn thôi các anh chị em nè một khúc ngắn thôi là là chúng ta đã thấy được là cái sự giả mang cái sự tàn ác của cái tuổi cộng sản này nó nó lên tới mức độ nào cho nên những cái trở lại mình đọc những cái sự tàn ác đó rồi mình mới thấy là cái tết mậu thân á cái số người mà bị chết tập thể trong những cái hầm chôn tập thể là là có thật là tại vì sao khi mà giết cái con số người mà lên tới 6.000 người như vậy đó những người đó đều có người thân và gia đình hết gia đình của người ta cũng bị mất người thân cũng bị đau thương giống như vậy hồi xưa giống như mà nói chúng ta không có internet chúng ta không có cái gì để chúng ta uh, chia sẻ và tìm hiểu cái sự thật cho nên những cái sự thật đó bị giấu kín và đảng cộng sản việt nam chỉ nói lên lúc nào cũng nhồi nhét trong tư tưởng các em là tinh thần cách mạng ý chí cách mạng và họ không bao giờ nói đến cái sự ác độc mà nhà cầm quyền Việt Nam cố tình che giấu cho tới bây giờ những cái sự thật này từ từ được phơi bày và chúng ta là những con người Việt Nam chúng ta phải có trách nhiệm để đi tìm sự thật chứ không phải là nói rằng chuyện đã qua rồi tại sao phải khơi ra cái này không phải là khơi ra mà lịch sử là lịch sử một ngàn năm sau nó vẫn là lịch sử Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn nhồi sọ cho các em ở trong trường hợp nói rằng đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào mà các em vẫn ngồi đâu nghe, đó là cái chuyện đã qua rồi, các em vẫn ngồi vẫn gieo rắc cái tư tưởng của các em là phải thù hận, thù hận và thù hận. Và tại sao khi chúng ta thù hận như vậy chúng ta phải đi tìm nguyên nhân tại sao chúng ta phải thù hận như vậy. 15 tuổi, 14 tuổi, 12 tuổi đã nhồi nhét cái sự không đúng vào tư duy của các em. Cho nên ngày hôm nay ngồi tin ngồi tin không có dạy các em làm sao biết tự bảo vệ mình tại vì các em ngồi đó tin bắn một viên đạn 30 viên đạn không có sao hết bị đập như tử không có sao hết cùng lắm là chị bị xỉu thôi bạn nhìn cô năm mà lấy cái đó mà làm bằng chứng là các em sai đừng có bao giờ tin những cái chuyện đó ra đời mà một nhát thôi bắn một cái đùng là ngã gục ra chết ngắt rồi không có cái chuyện mới có em thấy mà rõ ràng như vậy đúng không cho nên phải hiểu rõ, phải biết súng, phải biết đạn dược, phải biết cái độ tầm xa như thế nào, năm trái lù đạn mà quăng một phát mà dính hết năm trái. Trời ơi, cái này là phóng xạ là cái này là cái gì là lịch sử nào cũng có phim tàu cũng không có qua mặt cô năm mà phim mỹ cũng không qua mặt cô năm mà phim đức đại hàng không có phim nào qua mặt cô năm được hết trơn á mà các em tin như vậy là rất là tai hại cho cái tư duy của các em bây giờ các anh thấy những cái cách mà cộng sản kể lại về nó giết người giết không phải là chỉ giết không mà giết cho banh xác giết cho chết không còn giết mà bỏ cái lòng căm thù hận thù chứ không phải là giết để mà mình thoát thân mình giết cái người ta để mình thoát thân thì nó khác còn đây giết mà vì cái lòng căm thù và tao giết cho mày cho mày bánh xác mày tao giết cho ba má mày nhìn không ra tiếng việt nói cái cầu vậy tao giết cho ba má mày nhìn không ra đâm mười mấy nhát vào ngực người ta rồi mà mình cảm thấy sung sướng mình cảm thấy giống như hạnh phúc mãn nguyện cho nên nó cứ đi tiếp tục giết người Mã biết là nó nói xạo dĩ nhiên là mà biết nói xạo mà nói đây là cho các em ở bên việt nam vẫn nhiều em nhắn tin cho mã bình luận ở trong trang là vẫn tin tin của năm là có thật vậy có năm có như vậy hay không hoặc là nói về chuyện uh, võ thị xấu <laughs> trước khi ra pháp trường bị xử trảm cô vẫn ung dung tuyệt vời cô vẫn đi vừa ca vừa hát vừa bắt bướm thưa các anh chị em khi mà cộng sản hoặc là bất cứ một cái người nào một cái nước nào mà bắt một cái người nào đi ra xử tử là người ta phải bịt mắt siêu nhân cũng có siêu nhân cuối cùng cũng chết và siêu nhân cũng bị đốt mà cô năm đúng mà chỉ có bị xỉu không có siêu nhân bậy đau đau mà đem so sánh cô năm với siêu nhân siêu, siêu nhân thua cô năm nhiều cho nên đó là mà phải trói tay bịt mắt người ta đi chứ không có cái chuyện mà đi ra mà còn uh, ung dung rồi vừa đi vừa hát vừa ngắt hoa bắt bướm ngay cả nguyễn văn trỗi cũng thua luôn cả cô năm và võ thị sáu nguyễn văn trỗi ra bị treo đó mà đứng run mà cái đái trong quần nguyễn văn trỗi đái trong quần bắn một phát là nguyễn văn trỗi chết liền luôn nha rồi nào là những nhân vật huyền thoại như lê văn tám các anh chị em lê văn tám uh, gì đi bán đồ phụng cuối cùng nhà vô đốt cây xăng ngọn đuốc sống Lê Văn 8 rồi sau đó sau đó có Lê Văn 9 rồi Lê Văn 10, Lê Văn 11 tùm lum hết trơn luôn. Ta nói là vì cộng sản nó 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 nhồi sọ các em mà nó không nói, không dám nói tới cái sự thật, không dám nó nói tới những cái mồ chôn tập thể, giết người mồ chôn tập thể như thế nào. Các anh chị em biết giống như bộ hôm mà có giải thích rồi. Khi um, khi mà mình giết người mà nói pháp mà nó nó chặt người hoặc là nó chém phía đằng sau hoặc là ISIS mà nó cắt đứt đầu người ta đó, cái morning uh, ban người ta cắt đầu của người ta đó là cắt cái là chết liền cái 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 sự chết đó nó, nó nó xảy ra rất là nhanh mình không có cảm nhận được cái nỗi đau là mình đã chết rồi nhưng mà cộng sản nó chôn những cái người mà những cái nhân nhân chứng sống sau đây họ kể lại bây giờ chúng ta để để không nói là mã bias có nghĩa là mã thiên vị về việt nam cộng hòa hoặc là mã thiên vị về một cái phe đảng phái nào đây là chúng ta đọc tin chúng ta chia sẻ những cái thông tin mà các chị em anh chị em ở bên việt nam chưa biết thì mình sẽ đọc mã sẽ đọc cái bài này về cái trang thời sự này của của đài oi viết lại cái cuộc phỏng vấn đây là những cái con người rất là thật những cái nhân chứng sống nếu như mà mình đọc một, một cái bài về tết mậu thân á thì mình nói rằng ô đây là những cái bên thắng cuộc bên thua cuộc họ viết lại những cái điều không đúng hoặc là họ viết lại những cái gì cho riêng bản thân của họ thì nó lại khác hôm nay mình sẽ đọc cái bài này là những cái cuộc đàm thoại đối thoại phỏng vấn của những nhân chứng sống trong cái tết mậu thân các anh chị em rồi chúng ta có cái cách nhìn nó tỏ nó nó thoải mái và nó 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 công bằng hơn nha ok uống nước chanh nha thế giờ nói có chút xíu một khô cổ một cô năm á bị giờ thả 3 tháng mà không khô cổ đó Chúa. nghe nha. cách đây tròn đúng 50 năm vào thời điểm Tết Nguyên Đán Mậu Thân Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa ký thỏa thuận ngừng bắn 36 giờ đồng hồ để cho dân chúng đón Tết cổ truyền. Thế nhưng, quân đội Bắc Việt dưới danh nghĩa mặt trận giải phóng miền Nam đã đồng loạt tấn công vào 41 tỉnh, thành phố, thị trấn và hàng trăm thị xã miền Nam Việt Nam. Thời điểm cuộc tấn công diễn ra vào lúc giao thừa và 2.000 người dân bị thiệt bị thiệt mạng và hàng ngàn người dân bị thiệt mạng, trong đó cuộc thảm sát ở Huế vẫn là vết tích chưa lành. Cuộc tổng biên tập đài OFA ký giả Dan Sutherland và ký giả Bob Kaler cả hai vị đều là cựu phóng viên của hãng thông tấn UPI chia sẻ nhân dịp đánh dấu 50 năm biến cố lịch sử thảm sát của màu Thân. Các anh chị em, đây là hai người phóng viên và những người phóng viên này họ đứng rất là trung lập, họ không theo bất cứ một đảng phái nào hết, họ chỉ nói lên cái sự thật của họ. Cái bài này mà cũng chưa có đọc mà thấy cho nên mà muốn cho nó công bằng và nó muốn mình đứng trung lập mà sẽ đọc chung với các chị em. Bài này mà cũng chưa đọc luôn để chúng ta thấy những cái câu hỏi của phóng sự viên tên là Hòa Ái của đài OFA và người ta trả lời như thế nào để chúng ta có cái cách nhìn uh, trung lập nha. Hòa Ái hỏi rằng là xin chào hai ký giả Dan và Bob. Tôi được biết hai vị đã có mặt ở Việt Nam trong thời điểm biến cố Tết Mậu Thân xảy ra hồi năm 1968. Bây giờ đã 50 năm trôi qua, khi nhắc đến biến cố này, điều gì khiến cho hai vị nhớ nhất? ký giả Bob trả lời: Tôi đã ở Nha Trang vào lúc xảy ra cuộc tấn công một đêm trước khi bắt đầu ở Sài Gòn. Quân đội Bắc Việt và Việt Cộng tấn công năm đồn cảnh sát khác nhau trong thành phố và vành đai của Nha Trang và vành đai của Nha Trang chứ. Đây là một vụ lớn, nhưng ngay lúc đó tôi không lường được vụ tấn công này lớn đến mức độ nào, bởi vì nó diễn ra Nha Trang và vào đêm sau đó diễn ra Sài Gòn và nhiều nơi khác ở Việt Nam. Cho nên, mọi thứ thật sự bị quá sức và quá nhiều người tấn công vào nhiều nơi. Đối với giới báo chí, chúng tôi cho rằng là có thể dẫn đến một trận đánh lớn và cần phải quan tâm. hỏi, hỏi tiếp, thưa ký giả Dan Sutherland, qua chia sẻ của ông với khán thính giả đài RFA nhân dịp 40 năm cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. Tôi nhớ ông đã ở Sài Gòn khi biến cố Tết Mậu Thân xảy ra. Những hình ảnh nào của biến cố này động lại trong hồi cức xin lỗi trong hồi ức của ông. Có những câu chuyện được kể lại quân đội cộng sản vào trong thành phố, đi đến từng nhà ghi tên từng người và bắt họ đi, rồi họ bị mất tích luôn vào thời điểm đó. Không ai biết việc gì đã xảy ra với những người này. Sau cuộc tấn công nhiều tuần lễ, những hố chôn tập thể được khám phá và các cuộc thảm sát ghê rợn mới được phơi bày. Ký giả trả lời Tôi thức dậy vào sáng ngày 30 tháng Giêng. Tôi nghe như là tiếng pháo nổ. Người ta đốt để đón Tết. Khi tôi nhận ra tiếng súng liên thanh nổ, thì tôi thật cẩn thận trên đường đến văn phòng để đưa tin về cuộc tấn công. Tôi vừa kết hôn nên tôi chọn công tác ở Sài Gòn vì tôi cho rằng đây là một nơi an toàn. Nhưng ngay lúc đó, tôi nhanh chóng nhận ra Sài Gòn không còn an toàn nữa. Hòa ái hỏi tiếp, Tôi được biết ký giả Dan Sutherland lúc đó còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp đại học ngành báo chí được vài năm. Những gì ông chứng kiến trong biến cố Tết Mậu Thân tác động đến nghề nghiệp cũng như trong công cuộc của ông như thế nào? Ký giả trả lời: Tôi nhận thấy đây chính là công việc mà tôi muốn làm. Cuộc tấn công này là một dịp để tôi thực hiện nghề nghiệp làm báo của mình và tôi cũng đã nhận ra cho tôi không thể chỉ ngồi đợi Sài Gòn để xem chờ chuyện gì xảy ra nên tôi tình nguyện đi ra khỏi thành phố Sài Gòn và tôi đã chứng những tổn thất của cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Tôi đã học được nhiều bài học từ biến cố này. Hòa ái là hỏi tiếp, thưa ký giả Bob, ông còn nhớ phản ứng của chính giới và dân chúng Hoa Kỳ ra sao khi UPI và các cơ quan báo chí nước ngoài đặt tại Việt Nam loan tin về biến cố Tết Mậu Thân, đặc biệt về các cuộc thảm sát tại Huế, thưa ông? Ký giả Bob trả lời hòa ái, tôi là người đang có mặt tại hiện trường và là một trong những người tích cực đưa nhiều tin tức về cuộc tấn công nên tôi không có chú ý đến thế giới và nước Mỹ phản ứng như thế nào, nhưng tôi tập trung đưa tin về những trận đánh và tôi còn nhớ những bản tin liên quan đến các cuộc hành quyết mà mãi mấy tuần sau mới biết được. Có những câu chuyện được kể lại, quân đội cộng sản vào trong thành phố, đi đến từng nhà, ghi tên từng người và bắt họ đi rồi họ bị mất tích luôn vào thời điểm đó. Không ai biết việc gì đã xảy ra với những người này. Sau cuộc tấn công nhiều tuần, nhiều lễ, Hầu hố những hố chôn tập thể được khám phá và các cuộc thảm sát ghê rợn mới được phơi bày. Hòa ái hỏi tiếp, 50 năm biến cố mậu thân đã trôi qua. Báo chí Việt Nam đưa tin về một sự kiện các cựu chiến binh giao lưu với học sinh ở một trường trung học cơ sở tại phường Đa Cao, Sài Gòn, hồi hạ tuần tháng 12 năm 2017 Tại cuộc gặp gỡ đó, một cựu chiến binh đã nói với học sinh rằng, giết kẻ địch trong chiến tranh không phải là tội ác. Nhưng người cựu chiến binh này cũng nhấn mạnh về việc giết người vô tội như Pol Pot đã làm ở Campuchia là tội ác chiến tranh. Thưa ký giả Dan Sutherland, những người dân thường ở Huế bị giết hại trong biến cố Mậu Thân lên đến con số hàng ngàn người. Mà lịch sử ghi chép do quân đội Bắc Việt gây ra. Trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em. Ông có cho rằng các cuộc thảm sát này là tội ác chiến tranh hay không? Ký giả Dan Sutherland trả lời, Vâng, tôi nghĩ có thể xem đây là tội ác chiến tranh. Các cuộc thảm sát đó thật sự là khủng khiếp. Chúng ta không thể biết được con số thật sự bao nhiêu người đã bị giết. Các ngôi mộ tập thể không biết được con số thật sự là bao nhiêu. Các ngôi mộ tập thể chứa khoảng từ 2.800 đến 3.000 nạn nhân nhưng kia như ký giả bóp Kayler. Đã kể thì không ai có thể biết con số cụ thể bao nhiêu người bị mất tích nên số liệu người bị sát hại có thể cao hơn rất nhiều người bị mất tích. Hòa ái là hỏi tiếp, cũng vào cuối tháng 12 năm 2017, truyền thông Việt Nam đăng bài viết của chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân 50 năm tổng tiến công Mậu Thân năm 68 khẳng định cuộc tấn công tiến công có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng dẫn đến đàm phán tại hội nghị paris để chấm dứt chiến tranh ở việt nam thưa ký giả bob taylor là nhân chứng lịch sử và là một nhà báo ông ghi nhận một cách tổng quát cuộc tổng tiến công mậu thân của quân đội bắc việt như thế nào ký giả bob taylor trả lời chúng tôi đã không biết được tầm ảnh hưởng của cuộc tấn công mậu thân cho đến một thời gian sau khi nó xảy ra Thật sự các cuộc tấn công xảy ra ở Việt Nam đều do quân đội cộng sản thực hiện và chiến thắng thuộc về họ. Nhưng trong các trận đánh, lực lượng quân đội Việt Nam Cộng hòa và đồng minh Hoa Kỳ cho thấy quân đội cộng sản bị tổn thất nặng nề. Theo cách nói của quân đội thì đó không phải là chiến thắng vang dội. Nhiều năm sau nữa, chúng tôi đã gặp được một đại tá của người Mỹ, người có liên hệ trong cuộc đàm phán đình chiến và ông đã kể lại cho tôi nghe những gì ông bàn thảo với với đối tác là một đại tá của quân đội Bắc Việt. Trong ngày hai ông đại tá gặp nhau, ông đại tá Mỹ đã nói rằng các anh không bao giờ thắng chúng tôi trên chiến trên trận chiến được. Ông đại tá của quân đội Bắc Việt nhìn vào mắt của ông đại tá Mỹ và nói điều đó không có liên quan gì cả. Ông đại tá Mỹ nói với tôi là sau đó ông nhận ra lời nói của đại tá Bắc Việt nói đúng vì quân số của quân đội Bắc Việt bị tổn thất nhưng trong thời gian dài, họ thắng về mặt tâm lý là đã dẫn đến thế giới thay đổi quan điểm về cuộc chiến tranh Việt Nam. Hòa ái hỏi tiếp, chúng tôi cũng có dịp trao đổi với một số gia đình có thân nhân là nạn nhân bị giết hại trong biến cố màu thân. Nỗi sợ hãi và ám ảnh vẫn còn nguyên vẹn dù đã 50 năm trôi qua. Hai vị nghĩ rằng nhà nước Việt Nam nên làm gì đối với những gia đình này để nỗi đau mất mát được phần nào xoa dịu. Ký giả Dan Sutherland trả lời, Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay, nhưng tôi không nghĩ chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện điều đó. Họ không phải là những người tốt đang điều hành quốc gia. Tôi nghi ngại họ sẽ làm như vậy, họ sẽ không làm như vậy bởi vì nếu họ làm thì sẽ rất là tuyệt vời. Đã quá trễ để làm việc này đối với những người có liên quan trong biến cố mậu thân cách đây 50 năm. Tôi nghĩ có thể xem đây là tội ác chiến tranh, các cuộc thảm sát đó thật sự là khủng khiếp. Chúng tôi, chúng ta không thể biết được con số thật sự bao nhiêu khi người đã bị giết. Các ngôi mộ tập thể chứa khoảng 2.800 đến 3.000 nạn nhân, như ký giả Bob Taylor đã kể, thì không ai có thể biết con số cụ thể bao nhiêu người bị mất tích, nên số liệu người bị sát hại có thể cao hơn rất nhiều người bị mất tích. Ký giả Dan Sutherland Tôi muốn thêm vào nhận định của ký giả Bob để biến cố màu thân tôi nghĩ một trong những thất bại lớn nhất của biến cố này là quân đội bắc việt chú trọng vào việc biệt kích kích động hoặc làm lớn chuyện lên họ nghĩ rằng sẽ được dân chúng hỗ trợ khi vào đến các thành phố thị trấn làng ấp nhưng họ đã thất bại vì thực tế không phải là như vậy đây là một khía cạnh rất quan trọng điều thứ hai quan trọng nữa là họ muốn hủy duyệt lực lượng quân đội việt nam cộng hòa các quân nhân của quân lực việt nam cộng hòa được về nhà đón tết trong thời gian ngưng bắn nhưng quân đội bắc việt đã vi phạm thỏa hiệp ngưng bắn đó tôi đã đến bến tre một nơi bị tàn phá nặng nề sau cuộc tấn công mậu thân tôi thẫn thờ trước cái chết của hàng ngàn thường dân đã bị giết trong thời gian ngưng bắn quân số của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào thời gian nghỉ Tết Mậu Thân có lẽ chỉ còn 1 phần 6 và họ đã chiến đấu để chống trả lực lượng tấn công của đối phương. Tướng Westmoreland, tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam báo cáo đã thắng trận Mậu Thân. Tuy nhiên, Tổng thống Johnson lúc bấy giờ bị sốc khi xem được hình ảnh việc Cộng tấn công vào tòa đại sứ Mỹ. Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin cuộc chiến ở Việt Nam bị xa lầy và phong trào kêu gọi rút quân. Tổng thống Johnson đã ra lệnh ngưng bỏ bom ở miền Bắc và kêu gọi bắt việc ngồi vào bàn hội nghị Paris. Ký giả Bob Taylor trả lời tiếp, như ký giả Dan Sutherland đã trình bày, thì người dân, người dân Mỹ đã quá mệt mỏi với các thông tin về người thân chiến đấu bị mất mạng ở Việt Nam. Họ không thấy được lối thoát cho cuộc chiến này. Họ không muốn các chính trị gia tiếp tục hỗ trợ cho cuộc chiến tranh Việt Nam nữa. Và những lời kêu gọi của họ cuối cùng đã dẫn đến quyết định chấm dứt chiến tranh hòa ái. Xin cảm ơn ký giả Dan Sutherland và ký giả Bob Taylor đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn với RFA nhân dịp 50 năm biến cố màu thân. Thưa các chị em, đây là một cái cuộc phỏng vấn của Hòa Ái và hai ký giả. Nó rất là trung thực tại đây là những ký giả của các đài thông tấn UPI. Thì họ không bao giờ nói láo hết, họ chỉ nói về cái cảm nhận và những cái gì họ thấy trong cái cuộc chiến đó. Thì Việt Nam Cộng Hòa Uh, rất là tự đúng trương công điện nói việt nam vòng qua rất là tự do ngôn luận là tại vì đó là những sự thật tất cả những bây giờ nó là lịch sử và lịch sử thì phải được ghi sự thật cho con lịch sử mà còn dối trá nữa thì không có được cho nên á là chúng ta thấy rằng cái người Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu rất là anh dũng trong cái Tết Mậu Thân là vì họ đã được nhận lệnh, đã ký cái hiệp định là không bắn, không đánh trong 36 tiếng để người dân được ăn Tết một cái Tết cổ truyền. Và chúng ta đã tin tưởng cái sai lầm của người dân Việt Nam Cộng Hòa. Họ quá là hiền hòa, họ muốn cộng lại những cái sự hòa bình, đúng không? Cho nên họ, họ tin tưởng vào cái điều đó, họ đã nghĩ và về ăn Tết. Khi mà chúng ta về ăn Tết, chúng ta muốn cho người dân có một cái ngày Tết có một cái 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 năm đón Tết được cổ truyền thì cộng sản đã lật lòng đã gọi um, gọi đã là vi phạm cái quyền ký hiệp định đó cho nên uh, ông tổng thống Tiểu Thiệu nói rất là hay đừng bao giờ tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm chúng ta vẫn nghe nói hoài như vậy mặc dù những người lính Việt Nam cộng hòa về ăn Tết cái thời điểm đó họ không có vũ khí ở trong tay họ bị họ bị cộng sản tràn vào bị bắt đi cho nên cộng sản biết là những người lính đó về Việt Nam cộng Việt Nam cộng hòa về ăn Tết cho nên nó đã trà trộn vào trong người dân bắt hết những người dân tại nó không biết nó không biết được là ai là lính và ai là dân cho nên bắt hết và cuối cùng nó giết hết nó giết bằng những cái cách mà hồi nãy chúng ta đã có đọc qua nó đập đầu vào người ta cho người ta xỉu rồi tất cả chôn tại vì sao giờ bắn á thì uh, tốn đạn đúng không uh, chờ bắn thì tốn đạn rồi mà thả bom thì cũng tốn bom mà biết giết người nào giữ người nào cho nên là thà giết lầm còn hơn bỏ sót là nó đẩy hết tất cả những người đó xuống một cái mồ chung cho nên mới nói là mồ chung là chôn chung là như vậy là tất cả những người đó mấy ngàn người trong một cái nó đào một cái hầm một cái mộ rồi nó thảy hết những người nó xuống đó nó chôn chung cho nên sau cái chiến tranh người ta lôi ra những người ta đào những cái mộ đó lên người ta tìm được những cái xác những cái người chồng chất lên nhau những người còn mặc áo quần bị đánh bể đầu bị có người thì bị đánh bể mặt nó chỉ làm cho người ta nó chỉ làm cho người ta bị thương tích để không có chống cự được và xô đẩy hết người ta xuống dưới đó và lấp đất lên mà đất mà nói là đất thịt là chết mà chôn ở dưới đó có nghĩa là cái đất thịt nó không phải là nó giết cái con người của mình chết liền chúng ta thấy có những cái đồng đất không sập xuống những cái bia đinh sập xuống đó là những cái đất thịt người ta sập xuống như vậy rồi cuối cùng mấy ngày sau đào lên mà vẫn còn có người sống là vì nếu như chúng ta còn không khí chúng ta thở được có nghĩa là dưới cái hố sau đó vẫn có không khí và chúng ta thở được vài ngày sau mới chết thì cái nỗi đau khổ cái cái tư tưởng và tinh thần của con người của ta là bị giết chết vì cái vì sợ hãi mà chết trước khi là bị thiếu không khí để mà chết các anh chị em đó là một trong những cái mà mã nói rằng là mà mà nói rằng là nó quá là tàn nhẫn không thể nào còn cái gì tàn nhẫn hơn được nữa <laughs> bây giờ mình nói với những người lính mình nói về cái chết màu thân mình nói về cái sự tàn ác thì cái sự tàn ác đó mình chỉ nói cái chữ tàn ác mình không có hình dung ra đủ được như thế nào gọi là tàn ác như thế nào cái cảm nhận chúng ta những cái người hôm nay giống như mã hoặc là các chị em đang ngồi nghe những cái livestream là chúng ta nghe là lịch sử chúng ta cảm nhận chúng ta cảm nhận được cái lịch sử nhưng mà mình không phải là những cái nhân chứng hoặc là những người đã uh, một số một số anh chị em chúng mình là không ngay bản thân của mã là không có may mắn chúng ta may mắn là không có bị uh, đối diện với những cái sự đau lòng mất mát đó thì chúng ta phải đọc lại những cái lịch sử đó để chúng ta hiểu thêm hơn tại sao mấy chục năm qua người việt tị nạn khắp nơi trên các nước tư bản khác họ không có chấp nhận cộng sản và họ không tin không còn tin nữa cộng sản là vì cái sự ác độc của nó tới mức độ nào bây giờ mà sẽ đọc một trong những ngàn câu chuyện thương tâm đau thương mà nói nha một trong mấy ngàn câu chuyện thương tâm đau thương của một một cặp này của hai người này họ yêu nhau um, trong cái cuộc chiến màu thân thì hai mà kể sơ qua cho các anh chị em nghe là mà có đọc ở trong cái audio rồi cái câu chuyện này mà nghĩ là chúng ta cần phải nghe để chúng ta cảm nhận được là cái tàn ác của cộng sản nó nó ở cao độ ở cái cao điểm nào mà nói sơ là hai người này là hai người này họ yêu nhau như thế nào ok vậy thì Mã đọc luôn ha hoặc là thôi để mà kể cái khúc đầu đi là anh phan và diễm là hai người tuổi trẻ thương và quen nhau trong cái năm mậu thân đó chỉ còn 10 ngày nữa là họ cưới nhau 10 ngày thôi là họ cưới nhau và anh Phan đã mua nhẫn cưới cho Diễm nhẫn cưới ha ừ. anh Phan đã mua nhẫn cưới cho Diễm và Diễm đã đeo nhẫn cưới vào cái ngày 30 Tết để mà đi qua thăm anh Phan đưa trái cây để cúng ông bà và họ quen nhau tình cờ khi mà Diễm đi trên cái con đường hàng đoát và xe đạp của Diễm bị hư thì anh Phan ở gần đó anh Sang nó ra sửa dùm cái chiếc xe đạp cho Diễm và họ quen nhau cái tình cảm rất là đơn sơ, rất là mộc mạc. Họ cùng nhau đạp xe đạp trên con đường hàng đoát và họ hứa với nhau là... Và họ hứa với nhau là sẽ... Họ hứa với nhau là ngày mùng 2 Tết họ sẽ gặp nhau tại vì ngày mùng 1 là không có gặp nhau được là vì ngày mùng 1 là sợ đập đất và phải phải ở với gia đình phải ở với cha mẹ cho nên ngày mùng 2 là họ sẽ gặp nhau và diễm ở lại hàng đoát còn anh phan thì phải đi về chỗ là làng trùi làng trùi là chỗ của ông nội anh phan ở và cái ngày 30 tết họ đi như vậy thì chuyện gì đã xảy ra thì Tết Mậu Thân là cái đêm 30 khi mà tiếng pháo nổ thì quân Bắc Việt đã tràn vào chia cắt cái mối tình này chia cắt hai người này cũng giống như mấy ngàn mấy triệu mấy ngàn người mấy triệu người ở ngoài đó thì diễm bị mắc kẹt lại ở trong nhà và đã viết lại cái lá thư từng ngày từng ngày một mười bốn ngày như vậy diễm bị mắc kẹt lại dưới cái hầm cùng với gia đình thì cái chuyện gì xảy ra diễm viết lại và bây giờ mã sẽ đọc cho các anh chị em nghe để chúng ta cùng cảm nhận với diễm để và chúng ta sẽ là fan của ngày hôm nay để nghe cái lời kể của diễm và mà sẽ cố gắng dần lòng không có bị xúc động mà đọc qua cái bài này mà đã tập đọc tập đọc cả rất là nhiều lần hơn 10 lần để không còn bị xúc động nữa nha bây giờ mà đọc cho mọi người cùng nghe đây là cái lá thư là cái ngày đầu tiên diễm viết anh phan rứa là anh kẹt lại ở dưới chùi không nên được rồi anh ơi em cũng đã kiệt lực Em ngồi viết thư này cho anh. Đang trống là đang lúc em sống trong một căn hầm hết sức chật. Một cái hầm nổi làm sát góc nhà với 14 mạng người. Ngày nào cũng chừng đó tiếng động, chừng đó nổi kinh hoàng. Từ đêm mồng 1 tới rạng ngày mồng 2, cả nhà bị mắc kẹt không còn tản cư vào đâu được nữa. Em viết thư này cho anh là ngày 14 và gia đình em đã chịu sống 13 ngày trong chiếc hầm nhỏ hẹp này. Xung quanh, thạch, bạn của em đã trúng đạn chết sát lấp vội vã ở ngoài vườn ngay trong nhà mình phòng bên cạnh cũng có một gia đình hàng xóm đi làm hầm mang sang hai người bị thương đêm nào họ cũng la hét khóc lóc ghê quá mấy ngày đầu mấy anh ở ngoài nữa còn cho thuốc băng bó mấy ngày nay họ bỏ liều rồi chắc mấy người đó chết quá nơi mà họ chết là họ thành ma trong nhà mình rồi Em có bị bắt đi khiên đạn và chở người bị thương bằng xe ba bánh lên phía Tây Thiên mấy lần. Lần nào đi cũng sợ muốn chết giấc vì những quả bom ở dưới phú bài câu lên. Những người đi với em chết nhiều lắm. Em đi khiên đạn được năm hôm, khi người bị thương được hai hôm, thì khiếp quá ngất xỉu tới mấy lần. Em theo mấy người trốn về lại và bị kiểm soát. Họ tới tận nhà má em phải xoa nghệ lên mặt của em vả vào mắt em cho sưng hớp để sưng bệnh cho họ khỏi bắt em đi mẹ muốn bệnh thật em bệnh vì lo sợ vì buồn phiền vì thương cảm má đã rơi nước mắt ròng khi đưa bàn tay tát vào mặt em cho sưng vù em cũng không cầm được giọt lệ khi nhìn thấy anh văn trốn trên đất trần nhà mười mấy hôm khi ăn khi nhịn sợ tới chết điến người vì những trái mọt chê rơi điều dữ dội tứ tung trên mặt bí ngự từ đàm. Mấy hôm nay thì đạn đại bác bắn quá lắm. Em nằm ép mình sát dưới đất, cứ bị dội người lên vì đất đai làm nhà cửa rung chuyển. Ngực em cơ hồ như đã vỡ vùng bên trong, nhưng lạ em không có thấy đau và tắt thở. Em vẫn thở được, nhưng hơi thở nặng nề. Em vẫn nhai được bát cơm nấu vội vã. Đôi khi chưa kịp ăn đã vất bát cơm nằm sát xuống mặt hầm hoặc ôm cứng lấy nhau. Và khi dứt tiếng nổ, thấy mắt mình hết nổ đom đóm, ngắt vào da thịt thấy đau, em mới biết là mình còn sống. Anh Phan, chắc em chết không gặp anh, chắc em chết quá anh ơi, súng vẫn bắn như mưa trên đầu những người chờ đợi. Nhưng anh ơi, trong những phút kinh hoàng như thế này trong những phút nằm chờ một quả bom canh đúng rơi trúng miệng hầm đôi lúc em vẫn còn đầy tư tưởng lãng mạn em nhớ anh hơn em nao nức hơn và thấy mối tình của mình trở nên quan trọng hơn em nhớ buổi chiều cuối năm đi với anh trên con đường hàng đoát thơ mộng quá đẹp quá phải không anh và em đã thề thốt gì với anh anh còn nhớ không anh ơi nếu em chết anh tìm cho được xác em nhìn ngón tay em đeo nhẫn anh nhé nhưng em sợ chết quá em chết đi rồi anh sẽ còn ai để thương còn ai để cưới làm vợ mà anh lấy người khác thì em ghen em chết không nhắm mắt con gái huế ghen dễ sợ lắm ghen cây như ớt anh ơi ớt đầy một vườn mà bữa ăn nào em cũng thèm tới rơi nước miếng em muốn được ăn trái ớt trước khi chết để thành một con ma ghen kinh khủng em nói bậy quá rồi lại bắt đầu bắn đó anh làm sao đưa cơm lên cho anh văng làm sao cho anh ấy trốn đi được ngọn đèn cày đặt trong hầm lại sắp hết phải tiết kiệm thôi em tắt em nằm xuống khoảng tối em sẽ nhớ anh nhớ anh như điên để rủi có chết đêm nay còn tưởng tượng ra anh anh nghe ngọn đèn lụi quá rồi chữ em viết không biết đang lên dốc nam giao hay xuống dốc bến ngự anh Phan. Tai nạn đã xảy ra rồi. Sáng hôm nay, chị Tư ra khỏi miệng hầm thật sớm để đưa vắt cơm lên trần nhà cho anh Văn. Sợ lát nữa mấy ổng vào kiểm soát. Chị vừa ra khỏi miệng hầm thì bị mảnh bom chơm. Máu ra nhiều quá. Em phải xé chiếc áo dài mới để băng bó cho chị. Bây giờ, chị đang nằm liệm nơi chân em đây này. Còn anh Văn, anh ấy đã chết. Anh Phan, anh Văn không chết vì bom, vì đạn. Anh đói lã và rơi từ trên trần nhà xuống, chết liền tại chỗ. Xác anh Văn đang nằm nơi chiếc sập gụ của ông nội, nằm chung với ông nội em còn sống. Má đã khóc lóc xin mấy anh ở ngoài nớ ra vườn chôn tạm anh Văn. Nhưng họ nói ra ngoài đó mấy bay thấy đào đất rồi bắn xuống. Trưa nay, mấy ổng họ là rút lên phía trên nữa rồi. Anh ơi, gia đình em sao mà thê thảm thế này? không không phải đâu đâu phải chỉ riêng gia đình em nhà chú bảy xích lô đã chết hết cả một cái hầm sụp xuống đứa cháu bên đó chạy sang cho hay vậy ngoài đường còn những xác người chưa chôn chị thọ cho biết là bây giờ chỉ có hai lối đi một là xuống cầu bến ngự rồi băng về bên kia xong nghe nói có mỹ một là đi ngược lên tây thiên nhưng lên tây thiên thì gặp họ cũng không sống được bà Minh, anh Vĩ, anh Cao, bác Hịch đã bị họ bắt theo lên thiên tây hết rồi. nhà mình có anh Văn đã chết, còn bà già và con nít có em thì họ chưa bắt đi. vì vậy má nói là phải trốn. đêm qua họ đem mấy học sinh viên ra xử tại sâu vườn nhà. em nghe thấy tiếng súng bắn, tiếng người hét, họ vào nhà xin chiếu, nhưng chiếu hết rồi. em nghe họ đào đào sau vườn họ lấp đất rồi họ kéo nhau đi đại bác vẫn câu lên điều điều má nói đến chiều tối khi bớt tiếng đại bác sẽ tìm cách trốn ra khỏi nhà ở đây thì thế nào cũng chết nhưng ông nội thì sợ chết trên đường em không chịu ý kiến của ông nội thà mình cứ đi tìm một lối thoát còn hơn lỡ nhà chịu chết phía dưới dốc cầu người ta đi cũng nhiều chết cũng nhiều Buổi sáng khi khóc anh Văn, em nhìn ra cửa ngõ, thấy một bà mẹ đang nhét một đứa nhỏ vào bụi chè tàu trước cổng vừa vội vừa khóc vừa chạy. Em chưa kịp la, thì phải vào hầm vì những tiếng nổ gần quá. Con mẹ có ra coi. Hắn nói thằng nhỏ chết rồi, đang bị kiếm đỏ bu đầy người. Có con chó mực đang rình rập vào ăn thịt. Lũ cho đói quá chúng cứ xông vào nhà trên sập của ông nội có một đống gạch thật lớn ông lấy ném để canh sát anh văn từ sáng đến giờ ông nội vừa khóc vừa đọc kinh đôi khi ông chửi bới lung tung có một trái đạn rớt giữa sân mảnh bay đầy sàn nhà mà chỗ ông nằm vẫn yên lành ông nói đạn sợ ông rồi ông chỉ sợ bầy chó đói anh ơi chắc em chết gia đình em chết hết em khóc ròng đây em khóc muốn ngất khi nghĩ rằng khi yên anh sẽ tìm tới em nơi này anh sẽ không thấy xác em đâu nữa tay em nằm trong bụng con chó này mặt em ở trong bụng con chó khác anh ơi em tội tình chi mà không được một nắm mồ anh văn em ông nội em em thèm cúng dỗ thèm được người ta cúng dỗ quá bây giờ em mới hiểu tại sao mọi nhà đều cúng chịu ba mươi tại sao lại có trầm hương có cô hồn có ác quỷ anh phan Em vừa nghe cả nhà bàn 6 giờ chiều nay sẽ trốn đi vùng khác. Ông nội ở lại, chị Tư ở lại. Xác anh Văn đặt trong hầm. Má em với Út, với Tây, với anh Bằng sẽ trốn đi. Mẹo cũng đi theo. Bác chắc ở lại canh chừng ông nội và rửa vết thương cho chị Tư. Ông nội chị Tư sẽ vào hầm nằm chung với anh Văn để khỏi đuổi chó em sẽ đặt lá thư này dưới chiếc sập gụ. Chiếc sập gụ lát nữa đây sẽ được đem tới kê trước miệng hầm. Nếu em chết, má sẽ chỉ cho anh lá thư này. Em nghĩ là má sẽ sống, cả em cũng phải sống. Chiếc nhẫn mấy ngày này đã lỏng leo, nhưng em vẫn đeo, coi như là thẻ bùa may mắn. Anh ơi, anh đang ở chuội hay ở đâu? em lo sợ quá chiều tối nay em sẽ đi chưa biết là đi tìm thấy sự sống hay sự chết đến hôm nay đèn cày hết thực phẩm chỉ đủ cho hai người ăn trong 15 hôm cầu mong sẽ yên bình sớm nghe nói mỹ đã chiếm đóng công chánh phía hữu ngàn anh có về đến chưa em đã ăn hết những bông hoa tường vi của anh đêm 30 tết thuốc trường sinh thúc tình yêu. Anh ơi, em phải sửa soạn để đi. Lá thư này xin gửi lại dưới sập gụ. Từ trường kiểu mẫu, Phan đã mấy lần kiếm cách đi lên mạng bến ngự. Nhưng mấy ngày nay, súng nhỏ súng lớn nổ rang về miệt đó. Phan đi lần tới bờ sông, người Mỹ đuổi phan trở lui lại. Phan đứng dọc đường đón mọi người tản cư đi qua, hỏi thăm tin tức, nhưng chàng cũng không nhận được một tin tức nào, cho tới khi gặp được một người từ bến ngự chạy về lánh nạn ở Tân Lăng. Phan đến hỏi tin tức, được biết gia đình Diễm một nửa còn mắc kẹt ở lại, một nửa đã trốn theo đường rầy về An Cựu. Nhưng tới nửa đường thì Diễm bị một trái bom rơi trúng, cả thân thể diễm bay kẹp vào một bụi cây chỉ nghe chừng đó phan đã bụp mặt khóc òa chàng không còn đủ sức hỏi thăm thêm gia đình diễm nữa mười mấy ngày sau khi bến ngự đã dẹp xong phan là người trước nhất đi dọc theo đường rầy xe hỏa về bến ngự dọc đường phan đã nhận ra xác diễm diễm chỉ còn lại đầu tóc chiếc mặt đã bầm dập cả người đã sình thối nàng kéo vào giữa bụi cây và những dòng nước vàng đã chảy xuống cái áo phin trắng của diễm đã rách nát nhưng nơi ngực áo hai chữ phan diễm lòng nhau thiêu bằng chỉ trắng vẫn chưa bị mục và nhờ đó phan nhìn ra sát diễm diễm mất đi một cánh tay và nơi bàn tay còn lại phan không nhìn thấy ngón đeo nhẫn đâu hết ngón tay đeo nhẫn của diễm đã bị cắt lìa phan tìm cùng khắp không thấy vết tích đốt tay và chiếc nhẫn đó nữa khi đem xác diễm về tẩm liềm mọi người phát giác ngón tay đeo nhẫn của nàng đã nằm gọn trong đám ruột bầy ngày không ai hiểu tại sao và chiếc nhẫn cũng không tìm thấy chôn cất diễm xong phan đi tìm mẹ diễm bà đang nằm tại một bệnh viện của mỹ Phan tìm tới ngôi nhà cũ của Diễm, ông nội nàng đã chết, chị tư cũng đã chết, xác của anh văn của ông nội của chị tư bị chó chui vào gặm nát, người mất tay, người mất chân, khi vợ cái sập gù ra để lôi những xác chết. Phan đã tìm thấy bức thư của Diễm. Chiếc xe của Diễm vẫn còn nguyên dựng ở một góc tường chưa bị sập. Chàng dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Chàng dắt đi bộ chứ không ngồi lên đạp. Căn nhà của Phan chỉ bị lũng mấy lỗ đạn. Những ngày sau đó, bạn bè của Diễm còn sống sót. Chiều đi ngang qua con đường hàng đoát, thấy Phan ngồi trên chiếc xe đạp, dắt theo một chiếc xe đạp. Và bên ghi đông chiếc xe không người, lũng lẳng cột một chiếc nhẫn vàng. Bạn bè không ai dám hỏi thăm, dám an ủi vì Phan không bao giờ trả lời, không bao giờ đứng lại, nghe ai nhắc tới tên Diễm. Con đường hàng đoát đến bây giờ vẫn còn đẹp, và chiều chiều vẫn còn những đôi tình nhân song song đạp đi trên đó. Bóng dáng của Diễm cũng giống như những đống gạch vụn, những dấu bom đạn đã lùi dần trong trí nhớ bạn bè. Người ta bắt đầu quen dần với cảnh Phan vừa đi vừa dắt thêm một chiếc xe đạp bên cạnh không ai còn thì giờ nhắc tới mối tình của họ các anh chị em đó chỉ là một đó chỉ là một trong những ngàn 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 mẫu chuyện đau thương đau lòng của những nạn nhân trong trong cái cuộc chiến trong cái sự tàn sát tàn khốc tết mậu thân do đảng cộng sản việt nam gây ra và cái câu chuyện này tại sao mã chọn cái câu chuyện này đọc cho các anh chị em và giống như mã nói mã đã phải đọc qua cả chục lần để 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 giữ cái cố nén lại cái 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 đau thương để mới tiếp tục chia sẻ với các anh chị em được. Chứ lần đầu tiên mã đọc mã thật sự phải ngưng không có đọc tiếp được. Tại vì mã đúng rồi, bài hát hát trên những xác người là cũng dựa trên những cái điều này mà người ta làm ra những cái bài hát đó, người ta nói cái thời đó đi đâu cũng thấy xác chết từ nhà thờ cho tới chùa sinh viên trẻ em đàn bà đàn ông phụ nữ con gái bà già ông già chó mèo bất cứ cái gì cũng không có một cái sự sống ở cái thành phố huế nữa cái thảm sát nó giết bao nhiêu bao nhiêu ngàn ngàn người cái con số là 6.000 là mình phỏng đoán đếm được mà chắc chắn là phải hơn tại vì quá nhiều quá nhiều người chết và chết mà chết vì chết đói có một số người chết là vì chết đói và và mình không có nói rằng là ô tại vì đó không phải là cộng sản giết cho nên mình không có tính nếu như cộng sản không có vi phạm cái luật mà cái hiệp định ngưng 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 bắn vào 36 tiếng để cho người ta đón Tết thì người dân Việt Nam của mình không bị chết nhiều tới như vậy không có những trận chết đói không có chết mà phải nằm phải rớt từ trên trần nhà xuống đó đó là những cái tại sao mà muốn đọc để cho các anh chị em hiểu được rằng là cái tàn sát cái tàn ác của cộng sản ở đây mà mình nói là cái gì mình nói cái chữ nó ác nhưng mà mình không hình dung nó được nó ác như thế nào chúng ta đói một ngày một ngày quy định ít nhất mình ăn ba bữa buổi sáng mà mình không ăn sáng thôi là tới trưa mình đã đói run rẩy mà anh phan phải chịu đói 14 ngày như vậy nằm ở trên trần nhà cho đến đói lả người và rớt xuống mà chết tại chỗ rồi thì những con thú khác nó đói nó vào nó ăn thịt mình người thân của mình chết còn nguyên vẹn mình con đau lòng huống gì là khi nhìn thấy người thân của mình chết mà mất cái đầu mất cái tay mất cái chân vì bị những con thú nó vào nó đói nó ăn thì các anh chị em thử nghĩ đi làm sao chúng ta có thể chịu đựng được làm sao chúng ta có thể không không đau lòng và không không buồn không giận không hận vậy đó nhưng mà cộng sản lại giao rắc giao giao gieo rắc mà gieo cho trong đầu tư tưởng của tuổi trẻ là phải phải theo lý trí cách mạng phải theo ý đảng để mà giết người một cách mà tàn nhẫn như vậy các anh chị em một cái câu chuyện này cũng rất là ngắn của một người của một người con ghi lại cho người ba vào cái ngày dỗ ba cũng chết trong cái mẫu thân này cô đó tên là Susan Nguyễn trên bài Facebook tên là Susan Nguyễn mà muốn đọc cái ngày dỗ ba này cho các anh chị em nghe là để mà mình hình dung nó được cái nỗi khổ và những cái những cái loại người chết như thế nào chết về bào thân không đơn thuần không đơn giản là chúng đạn là chết chết banh thay chết banh xác mà cái nỗi đau là những người còn sống phải đối diện với người thân của mình chết như thế nào và làm sao để tìm lại xác của người thân mình các anh chị em nghe cái bài đọc ngày dỗ ba rất là ngắn mà chia sẻ rất là nhanh với các anh chị em hôm nay ngày dỗ ba. Mới đó mà cũng gần 50 năm rồi. Mỗi lần dỗ ba, nhan khói ngập trời cả thành phố Huế. Gần 6.000 anh lính, nạn nhân của một cuộc tàn sát đẫm máu. Vất vượng đâu đây trên những bãi cát vùng Diên Đại, Xuân Ổ, Xuân Đại, Phú Thứ. Những oan hồn lẫn khuất quanh sân trường gia hội kiểu mẫu. Những người vô tội bị xử tử ngay tại nhà trước mặt người thân những vị bác sĩ từ tâm đức người đức bị sát hại từ chùa từ đàm và hàng ngàn người dân vô tội ở vùng phủ cam bị lùa xuống khe xanh đá mài cả thành phố chìm ngập trong màu khăn xô trắng ôi tôi không muốn nhớ đến cảm giác hải hùng ấy nhưng sao nó vẫn cứ khắc sâu trong tâm khảm phải chăng những anh lính ấy không siêu thoát được vì cái chết đau thương của họ đã bị lịch sử bóp méo hoang thoảng đâu đây như tiếng kêu gào trả lại sự thật trả lại cho chúng tôi ba con sẽ không quên lịch sử sẽ không quên và mọi người trên thế giới này sẽ không quên dù ai đó có cố tình đổi trắng thay đen để chạy tội cho cuộc tàn sát mọi rợ đó ngày đó tuy con còn nhỏ nhưng con đã biết nhận xét mọi chuyện gia đình mình gần như là nơi tụ tập quỷ ủy ban truy tầm nạn nhân mậu thân mỗi buổi sáng là hai chiếc xe GMC đậu trước nhà để chở dân và nhân công đi tìm kiếm mồ chôn tập thể. Mấy gì trong ban tổ chức có chồng mất tích năm 68 như cô Hồn Thất Lan, cô gì dì, dì Quýnh, dì An, dì Dượng, dì Mai, dì Mại và Mạ lo sửa soạn vật dụng mà chú Thuyên, phó quận trưởng quận Phú Cam và mấy chú lính chở tới nhưng những cây vải ni lông để bó hài cốt, dây cột thẻ bìa cặt tông trắng để ghi chi tiết nhận dạng cho mỗi thi hài sáng nào mấy dì và tụi con cũng cắt cũng xếp những mảnh vải ni lông khoảng hai thước để bó thi hài ông nội trong làng là ra bắt đầu một ngày làm việc bằng một ly rượu trắng nhỏ ông là người phụ trách việc hốt cốt ông cẩn thận lượm từng mảnh xương nhỏ của mỗi thi hài nằm chồng lên nhau trong những cái hố chật hẹp có thi hài còn đủ áo quần như hầm ba mình nhưng cũng có những thi hài chỉ trần xì cái quần đùi rất khó nhận diện mình nghe được những mẩu chuyện cười ra nước mắt bởi ông và mấy chú bác có một bà nhận được xác chồng nhưng không có đầu bị xử tử Bà đi theo và nói nhỏ với ông: "Chú ơi, chú có cái đầu mô dư cho con một cái." Ông nạt ngang: "Người mô thì đầu nấy, dư mô mà cho, nói tào lao." Vậy mà mấy hôm sau đi vùng khác, ông lại tìm được một cái đầu lâu trong bụi rậm. Ông nhắn: "Chuông chưa, về chú cho cái đầu nè." Bà ta tất ta tức tưởi mừng rỡ chạy về, gói đầu lâu chồng lên làm đám. Rồi một người có một chị trong xóm Đi tìm xác chồng Nhưng không được vào trong Ngồi ở địa điểm tập trung an toàn Và nghe nhận diện qua Partner Chị xin làm việc thiện nguyện Bằng cách vào rồi phụ gánh Thi hài ra xe Cứ hai người gánh một thi hài Đã được bọc ni lông và bó dây kỹ lưỡng Đi được vài chục bước Thì thi hài rớt ra Chị phải dừng lại để mà buộc đi thêm vài chục bước thi hài rớt thêm lần nữa lại buộc và đi lần qua thứ ba lại rớt và sổ tung ra chị phải nhặt con lại và chợt thấy mảnh vải quần đùi của chồng chị mà tính tay chị may lấy chị rỡ dở ra xem và òa khóc nức nở chị đã gánh đúng xác của chồng chị mà không biết còn nhiều mẫu chuyện trời đất dung dủi như thế nữa nghe rất thương tâm cực khổ rứa đó mà ngày nào mà cũng đi sáng đi chiều tối về ngày nào cũng lê la bên mấy mồ chôn để mong nhận diện chồng ngày nào cũng hít thở mùi xác chết thối rửa trong cái nắng mùa hè vậy mà không bệnh hoạn chi hết sáng mua ít đồ ăn vất lại cho bầy con ở nhà tự xoay sở lấy hàng ngày quán cả hàng quán cũng vất liều luôn mà mua ít gói xôi hay vài trái bắp làm thức ăn trưa rồi gian nắng suốt ngày ở những vùng đất cát trắng ghê thấy người bác cũng đi theo để phụ mạ tìm người em trai duy nhất của mình thấy cực khổ quá nên bác khuyên mạ nên ở nhà để lo con rồi thỉnh thoảng thay phiên với bác cũng được thế nhưng ở nhà một hôm thì bị thôi thúc ruột gan không yên cả ngày cứ ngửi thấy đau đau mùi thịt xác người chết trời đất phù hộ lăn lóc với các hầm chôn thì người không cảm thấy gì hết mạ lại nhập vào cuộc kiếm xác kìm tím và nhờ vậy khi tìm ra xác ba cả mạ và bác có thể lo chu toàn hơn hầm chôn xác ba gồm có 27 người toàn là người trong xóm ra trình diện học tập từ đầu xóm đến cuối xóm đèn đuốc sáng rực vì phải làm rạp chứa đám bên ngoài 27 bà quá phụ với đám con nhỏ mồ côi, cha khăn áo trắng, tan trắng nguyên cả xóm. Riêng hầm này may mắn biết được ngày mất vì có một chú lòng cái đồng hồ lên tận nách nên không bị tước đoạt. Ngày xưa, đồng hồ phải lên dây mỗi ngày, vì vậy khi đồng hồ đứng là biết chết trước một ngày đó. Cả nhà bị cả nhóm bị bắt ngày mùng 6 âm lịch thì bị giết là ngày mùng 8 vì đồng hồ đứng ngày mùng 9 âm lịch giờ đây con ở nơi phương xa hơn nửa vòng quả đất với mâm cơm chay đạm bạc nén hương chân thành nguyện cầu ba sớm siêu sinh về miền tịch độ nam mô siêu lạc độ bồ tát ma ha tác <laughs> tổng quá các anh chị em một lần nữa đó cũng chỉ là một trong những ngàn ngàn câu chuyện đau thương khác mà đọc cho các anh chị em nghe để chúng cho ta thấy là người dân của mình người dân của mình phải bị chết như người dân của mình bị chết oan ức như thế nào. Giống như là các nhà ký giả nói là giết người trong chiến tranh thì là không có không có tội nhưng mà giết người vô tội thì tội nó sẽ gấp lên 10 lần. Những cái người này là những người bị ra trình diện học tập là những người Việt Nam Cộng hòa là những người lính Việt Nam Cộng hòa sau khi cộng sản kêu họ là phải ra trình diện học tập và cuối cùng là họ đã bị giết và chôn sống giống như vậy và để lại những người thân phải đi tìm người thân đi tìm cha đi tìm chồng đi tìm con của mình nó đau và nó thương tâm như thế nào các anh chị em mình không có thể nào mà mình cảm nhận hết được cái nỗi đau của những người dân cái thời điểm đó cho nên mà thấy nó quá là tàn nhẫn và những cái ngày tại sao cái năm này chúng ta lại nói nhiều về cái tết mậu thân có phải rằng chúng ta nên nói tới những cái chuyện này chúng ta cần phải lặp lại lặp lại và lặp lại cho tới khi nào tuổi trẻ ý thức và nhận thức ra được rằng cộng sản nó tàn ác như thế nào đối với những người vô tội như vậy đối với những người dân chính là đồng loại của họ như vậy và đừng có bao giờ tin những cái gì mà cộng sản nói cộng sản tuy truyền ở trong đất nước nữa cho nên các anh chị em những cái câu chuyện này chúng ta cần phải nói không phải chờ tới kỷ niệm 30 năm, 50 năm, 20 năm mà là mỗi lần xuân về, mỗi lần Tết về là chúng ta cần phải nhắc lại cái Tết mậu màu thân để cho tuổi trẻ từ từ làm quen với lịch sử. Dĩ nhiên, một năm đầu, hai năm đầu, ba năm đầu nói không có tin tại vì nó mới quá, không thể nào vì tại vì có người của mình dù sao cái bản chất của người của mình ở trong đó nó vẫn có cái chút gì đó lương thiện cho nên mình nói tới cái chuyện mà ồ giết người giết một người đã là khó khăn rồi tại sao mà nói tới giết cả mấy ngàn người mấy cái mấy trăm người mấy ngàn người mà chôn tập thể như vậy mà nói vậy mà cũng tin là tại vì cái đầu óc của mình không có thể nào mà tưởng tượng ra được nó tàn độc tới mức nó ác nhân tới như vậy cho nên chúng ta không có tin những cái sự đó chỉ có chuyện phim ảnh mới nói như vậy thôi nhưng mà các em đây là những cái lịch sử đây là những cái bài viết các em lên trong google các em tìm cho nên có những cái bài hát ngày mai đi nhận xác chồng uh, ra đi để thấy mình không là mình ngày mai đi nhận xác anh đó là những cái bài hát mà đi nhận xác chồng rồi uh, uh, hát với những xác người đi đâu cũng thấy đi đâu cũng thấy xác người không thấy là bình yên hạnh phúc ở đâu hết mà đi đâu cũng thấy xác người các anh chị em đây là những cái bài rất là thật ở trên mạng đều có hết cho nên đừng có nói rằng là mã uh, dựng chuyện lên hoặc là mã chia sẻ những cái chữ không thật các em không tin không sao hết không tin mã không sao hết các em tự mình đi tìm thông tin đi tự mình gõ vào tết trong trên google gõ vào tết mậu thân để mà tự mình hiểu rõ hơn nha anh làm em đau vinh đoàn <cười> <cười> đó là mà không có muốn đọc nữa mà thấy nó đau lòng quá mà muốn cho các anh chị em tự tự coi tự hiểu để mà biết thật sự những cái bài này mà phải đọc trước nhiều lần để mà mới dám chia sẻ với các chị em Chứ còn mà tự nhiên mà ngồi xuống đọc chắc mà cũng không có chịu được đâu Thì cái livestream của mình nó sẽ nó sẽ làm cho mọi người buồn theo Mà không muốn các anh chị em ngồi đó buồn để khóc theo mã vào một cái câu chuyện buồn Cái chuyện buồn thì chuyện nào mình cũng thương tâm mình cũng buồn Mà muốn các anh chị em bình tĩnh để ghi nhận cái sự thật Ghi nhận cái lịch sử Để các anh chị em ghi nhận cái sự, sự cái sự thật Để các anh chị em hiểu được và nó mới nó mới mình có một cái 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 nhận định nó 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 chính xác và nó công bằng hơn chứ mà không có muốn là vì cái bài buồn hay là vì mã đọc mã buồn nên các anh chị em uh, buồn theo mã thì cái suy nghĩ của mình nó không có được uh, mình không không có không, không có được công bằng các anh chị em nha ok tạm thời là cái livestream hơn một tiếng rồi có người nhắn tin vào nhắn cho mã là hơn một tiếng rồi thì mình sẽ ngưng cái livestream ngang đây hôm nay bên Việt Nam đã là tối chủ nhật 11 giờ rồi mà không muốn các anh chị em đi ngủ với những cái buồn phiền chúng ta hãy nghe nhạc và chào hỏi nhau chia sẻ với nhau cái gì đó buồn cũng nghe hả ừ. và cảm ơn các anh chị em rất là nhiều đã nghe livestream đã share và thả tim à, Và mà cảm ơn anh sư Sài Gòn dĩ nhiên những cái câu chuyện mà chia sẻ là những câu chuyện thật mà không đủ chữ nghĩa không đủ uh, thông minh để không để mà ngồi viết lại những cái bài như vậy đâu đây là tất cả những cái bài mà các anh chị em đã đọc rất là nhiều lần um, còn nhiều và nhiều nữa còn cả ngàn 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 mà nó đây là chỉ là một trong những cái câu chuyện nhỏ mà thôi <laughs> mà đọc cho mọi người nghe thôi chứ còn thật ra còn rất là nhiều lắm nếu các anh chị em muốn thì mã sẽ đọc nữa cho mọi người nghe không có sao hết nhưng mà mà không có tự viết ra những cái cái này đây là những cái bài về lịch sử và chúng ta cần hiểu chúng ta cần chia sẻ để cho tuổi trẻ trong nước cần phải cần phải cần phải, phải hiểu nhiều hơn ha mà cảm ơn mọi người rất là nhiều Cả, cảm ơn chị julie ừ. <laughs> cảm ơn ừ. muốn mà nói chuyện gì hả nói chuyện khác để cho mọi người thoải mái hả Đáng lẽ hồi nãy nói chuyện của năm cuối cùng ha. <laughs> nói chung lại là mã vẫn cảm thấy là cô năm cô năm tuyệt vời ở một trời cô năm vĩ đại quá <laughs> muốn nghe nữa hả? Hơn một tiếng rồi đó. Ai làm tôi đau đọc nữa đi cô mã hả? <laughs> Đúng rồi làm sao mà giấu kính trong bọc hoài được? Phải. À... À, vũ hoàng nó có chuyện thương tâm về cha của mình hả à, không nếu như không có kể được thì cứ viết là cho mã nói chuyện về lê văn tám anh <laughs> à, thô muốn nói chuyện về lê văn tám hả à, lê văn tám à, hồi nãy có nói rồi đêm nào cũng kể chuyện hả ok thì mã kể chuyện cho mọi người nghe thêm nửa tiếng nữa hả <laughs> bây giờ mọi người nói muốn muốn mà nói chuyện gì rồi mà kể cho nghe à chủ đề này để dành sau tết đi hả cũng được ok nếu như các anh chị em muốn có một cái tết vui vẻ kể nữa đi ạ. <laughs> mà mình có hả cộng sản việt nam có lê văn tám ha à, lê văn tám <laughs> quốc luôn hai tiếng <laughs> <laughs> anh đang muốn nghe hả hmm. lúc này kể chuyện ma hả võ thị sáu <laughs> oh con không biết nguyễn võ thị sáu có nhiều điều con không hiểu hả thì bà nói con rồi võ thị sáu hay lê văn tám hay là nguyễn văn Trỗi hoặc là à, ông võ thị sáu mà ông dung đi ra pháp trường sư bán à là kia là cái gì ta à, cái đó là có chị chị xứ nữa đúng không rồi có chị xứ nữa nhiều lắm lê văn tám hai rồi ông nguyễn văn chính rồi anh ba rồi anh tư rồi cái có người phụ nữ gì bà 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 nào mà nói uh, giặt đến nhà đàn bà cũng đánh mà còn cái lai quần cũng đánh đó <laughs> võ thì sáu <xấu> điên điên <laughs> Võ Thị Sáu khi đi ra pháp trường đúng không? Hay là chị Sứ, Võ Thị Sáu còn gọi là chị Sứ đúng không? Khi đi ra pháp trường á, thì là vừa đi vừa hát, ung dung hát rồi là ngắt một cái hoa gắn lên trên đầu Tôi mà nghĩ cái lúc đó mà chết tới nơi rồi mà còn ngắt, ngắt hoa gắn trên đầu nữa thì thôi mà bó tay Công nhận là phải nói rằng thật sự nói rằng là Cộng sản nó có những cái suy nghĩ Nó có những cái suy nghĩ nó rất là giỏi Mà mình phải nói nó giỏi về cái mị dân Là tại vì sao nó nó che giấu tất cả các sự thật nó út tịch <laughs> nó không cho tuổi trẻ biết cái sự thật cho nên cái gì mà nó láo nhưng mà được lặp đi lặp lại cả ngàn lần nó trở thành cái sự thật. Cho nên Việt Nam của mình dĩ nhiên mà biết là một cái livestream một tiếng đồng hồ không thể nào thay đổi được cái tư duy, cái tư tưởng và suy nghĩ hoặc kiến thức của các em đang có mà cái của em có là hoàn toàn sai trong nước. Thì các em học 12 năm, 15 năm ở trong trường học. 12 năm trong trường học từ nhỏ từ nhỏ khi mà đã đi mà mẫu giáo là cái đầu tiên của tụi em phải hát là ai yêu bác hồ chí minh hơn chúng em nhi đồng đúng không thì là từ nhỏ trong cái lớp mẫu giáo tụi em đã hát và đã bị nhồi sọ cho tới 12 năm như vậy rồi chưa có nói tới là đi đại học cũng bị nhồi sọ như vậy thì dĩ nhiên là các em không thể tin những cái gì mà có mã nói trong cái một tiếng đồng hồ không sao hết thì cứ từ từ tìm hiểu nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng ô tại sao là mã tư linh là nói như vậy <laughs> em phò chơi sứ dạy muốn chơi liên khúc hả à? à. có liên có khúc nè cho nên đó là chúng ta phải hiểu khi mà mình nghe một cái người nào khác nói không có xài gì hết Cái chuyện ma hả cái chuyện ma đi lên lầu đi lên lò đi lên lầu hả thôi tại vì thường á là mã không có đeo kiến để mà không có đọc cái lời bình luận của các anh chị em nhưng mà tại hôm nay mã có hồi nãy sáng giờ tìm không ra cái kiến đeo mắt nghĩ là mất cái kiến đeo mắt rồi cho nên là phải đeo contact lenses đeo kính việt nam kia là kính áp tròng cho nên mới thấy được lời bình luận của mọi người Thế sao không rõ ràng không thấy được, thấy được lời bình luận của mọi người là bị chi 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 phí à? chi gì á à? thấy thấy đọc được chi chi phối à? thấy thấy được mọi người viết là bắt đầu là sẽ bị chi phối à, không không có nghe mọi người xứ dạy nữa chị có về việt nam ừ, những năm trước năm nào chị cũng về mà ok nói vậy thôi không có muốn mọi người đi ngủ giống như mà nó không có muốn mọi người đi ngủ mà sợ hãi cảm ơn mọi người nhiều kể chuyện ma hả mà không có biết chuyện ma chi phối độ chia phôi chia phôi à chia phôi hả chi phí chi trí hả nó no. bị bị phân tâm chi phối giỏi quá cơ <laughs> mà đeo kính đẹp hơn hả? À, để coi à kể chuyện đây nè thiếu gì ồ các anh chị em việc trung quốc á hồi sáng mà có đọc một cái link này nè quên kể cho mọi người nghe trung quốc á, bỏ ra 70 tỷ đồng một ngày chi chí chi chí cũng đúng trung quốc bỏ ra 70 tỷ đồng để mà mua gạo việt nam mỗi ngày trong khi đó Việt Nam của mình là phải nhận 10 tấn gạo từ bên Nam Hàn cho Việt Nam của mình Trời ơi Nguyễn Xuân Hải một hai đời kể chuyện ma Ừm, uhm, Có của ma to <laughs> Thì cho nên các anh chị em cứ nghĩ đi tại sao mình lại có gạo bán đi qua Trung Quốc 70, 70 tỷ một ngày để mà mua gạo Trong khi đó mỗi mỗi năm là mình có tới mấy trăm ngàn người không có gạo ăn mà mới cái tháng đầu tiên thôi là mình đã có 19 ngàn người đói vì không có gạo ăn mà Nam Hàn phải uh, cung cấp và hỗ trợ cho mình 10 tấn gạo trong khi đó không ai nghe ai nói tới hết không thấy báo Việt Nam nói tới cái 10 tấn gạo đó đã đi đâu mà người dân không có nhận được mà nếu như mà uh, Cộng sản Việt Nam mà đi phát gạo cho dân đói dân nghèo họ cũng không nói rằng là cái gạo đó của nam hàng cho hỗ trợ cho người dân của mình mà họ nói rằng đó là gạo của nhà nước hỗ trợ cho người dân lại một lần nữa cướp công của người ta rồi thấy không các anh chị em rõ ràng cướp công của gạo của nam hàng cho thì không nói bởi vậy ban đầu mà đọc ô năm này nhà nước việt nam đi phát gạo cho người nghèo người đói mình nghĩ sao đâu tốt dữ vậy À, có chuyện gì đang mua mờ tính toán một cái gì đây chứ làm sao mà đi lấy gạo phát cho người ta y chang luôn gạo của bên nam hàng cho <laughs> đi lấy gạo của nam hàng cho người dân nhưng mà nói đó là gạo của mặt trận dân tộc giải phóng gạo gạo đó của nhà công quyền Việt Nam cho dân lại cướp công của người dân nữa rồi thấy chưa mà trong khi gạo của mình thì đi bán cho trung cộng bán cho trung cộng các anh chị em cái nạn đói của mình là sắp tới nha tại vì á kêu gọi đòi tài sản hả nó không có đúng trong cái trong cái này mà em không có muốn làm cái kêu gọi tài sản chung với cái này em muốn kêu gọi tài sản riêng vậy thôi à vậy thôi các anh chị em để à, giờ phải tại vì hồi nãy mà hứa với khả phi á là tại khả phi ở dưới lầu với mấy đứa nhỏ với dưới lầu á, mà hứa ngày hôm nay mà hấp bánh bèo cho phi ăn cho nên phải xuống làm đồ ăn cho mấy đứa nhỏ trong thôi là mấy đứa nhỏ nó ngồi á nó nãy giờ nó nhắn tin lên nó nói mẹ ơi mình ăn bánh bèo hay là mình ăn bánh tét <laughs> cho nên mà phải đi lo đồ ăn cho mấy đứa nhỏ rồi có gì mình làm livestream tối mà sẽ nói về cái chương trình đòi tài sản các anh chị em cái, cái chương trình đòi tài sản rất là quan trọng mã mong là tối nay mọi người cùng à, nghe với mã chia sẻ về cái vấn đề đòi tài sản của văn phòng BPSOS sẽ hỗ trợ các anh chị em như thế nào có nhiều người đã nhắn tin vào hỏi mã và mã có những cái brochure những cái thông tin rất là cần thiết cho mọi người thì tối nay mọi người chờ mã và mình nói chuyện lại nha có nghĩa là sáng ở bên việt nam ngủ dậy mình đi đòi tài sản bây giờ mình đi ngủ ngon lấy sức sáng mai mình đi đòi tài sản ha cả nhà ha ok Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi livestream của Mã và nhớ chia sẻ, share ra cho mọi người cùng coi ha. Ok, bye bye. Thương mọi người nhiều lắm. Cúp nha. À, cảm ơn ai làm tôi đau. Cảm ơn Sony Tuấn. Cảm ơn Sư Sài Gòn.